Bài văn thì nó chưa đủ ý là một rồi, chắc là cả thủ hoặc là sai một lỗi chính tả. À không, không phải sai lỗi chính tả hoặc là sai một lỗi trắc nghiệm. Không đã, em mày đã biết, em mày đã đọc trắc nghiệm đâu mà biết. Ủa, con đấy, trắc nghiệm nó vui khó để còn đi tìm câu đáp án của nó một chút. Xem tựa